Bất dung nạp đường lactose ở trẻ sơ sinh là tình trạng hay gặp. Tuy nhiên, không phải mẹ nào cũng có những cách giải quyết phù hợp. Đường lactose có trong sữa mẹ và các thực phẩm từ sữa khác. Rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ trong những năm tháng đầu đời. Bất dung nạp đường lactose ở trẻ em gây ra tình trạng tiêu chảy, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, gây tình trạng biếng ăn ở bé. Còn nhiều tình trạng khác khi bé bị bất dung nạp đường lactose. Vậy hãy cùng Amano tìm hiểu tình trạng bất dung nạp đường lactose qua video này nhé. 1. Nguyên nhân gây bất dung nạp đường lactose ở trẻ sơ sinh. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra tình trạng bất dung nạp đường lactose ở trẻ sơ sinh. Nhiều mẹ không biết bé bị do nguyên nhân gì nên chưa tìm được hướng điều trị phù hợp. Dưới đây là những nguyên nhân chính gây ra tình trạng bất dung nạp đường lactose ở trẻ sơ sinh. Nguyên nhân một thiếu hụt lắc tây gây bất dung nạp đường lactose ở trẻ sơ sinh. Lắc tây là một enzyme do cơ thể tiết ra để có thể phân giải được đường lactose thành hai đường đơn là gluco và galactose. Vì chỉ những đường đơn này mới được cơ thể sử dụng và mới có thể hấp thu vào máu và niêm mạc ruột được. Hiện tượng bất dung nạp đường lactose xảy ra khi cơ thể bé không sản xuất đủ enzyme lactase để phân giải lượng đường lactose có trong cơ thể. Vì thế xảy ra hiện tượng bất dung nạp đường lactose là không có đủ lactase để phân hủy. Chúng không đi vào được máu và niêm mạc ruột nên xuống thẳng đại tràng. Ở đây chúng bị vi khuẩn tấn công bà lên men thành các loại axit khác nhau khiến bé bị các triệu chứng như tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, chán ăn, khó tiêu, buồn nôn. Nguyên nhân 2, tổn thương ở ruột non gây bất dung nạp đường lactose ở trẻ. Nhiều trường hợp bé bị tổn thương ở ruột non khiến cho ruột non không thể tiết ra các enzym tiêu hóa trong đó có enzym lactase. Enzym chính để phân hủy đường lactose có trong sữa mẹ và một số thực phẩm khác. Hiện tượng này xảy ra khi bé mắc một số bệnh ở đường tiêu hóa. Enzym này giảm tiết ở ruột non do bé bị chấn thương hoặc sau một thời gian điều trị bệnh bé phải sử dụng thuốc gây ảnh hưởng đến việc tiết ra enzym này ở đường tiêu hóa. Những bệnh gây ảnh hưởng đến ruột non, ảnh hưởng đến khả năng tiết enzyme lactase như bất dung nạp gluten hay còn gọi là bệnh celiac, bé bị nhiễm khuẩn đường ruột trẻ bị bệnh Crohn. Khi bé được điều trị những bệnh này cũng khiến đường ruột bé được thay đổi. Tăng tiết enzyme lactase để phân hủy lactose trong sữa mẹ cũng như các sản phẩm từ sữa khiến bé không còn bị bất dung nạp đường lactose nữa. Nguyên nhân 3, bất dung nạp đường lactose ở trẻ sơ sinh do bẩm sinh nhiều em bé sinh ra đã mang cơ thể có chứa gen từ bố mẹ bị bất dung nạp lactose. Vì thế bé cũng bị bất dung nạp lactose. Tuy nhiên, theo thống kê thì trường hợp bé được thừa hưởng gen từ bố mẹ là khá hiếm, khoảng 1.000 bé thì mới chỉ có một bé bị như vậy. Ngoài bé bị bẩm sinh hay di truyền từ bố mẹ thì việc trẻ sinh non cũng gây ra hiện tượng bất dung nạp lactose. Vì lactase sẽ được hình thành trong cơ thể bé ở những tháng cuối của thai kỳ. Vì vậy, nếu bé sinh non thì thời gian này bé sẽ không được nhận đủ lượng lắc tây cho cơ thể. Vì thế bé sẽ dễ bị bất dung nạp đường lactose. 2. Dấu hiệu của bất dung nạp đường lactose ở trẻ sơ sinh. Có rất nhiều dấu hiệu đơn giản mẹ có thể nhận biết được tại nhà em bé nhà mình đang bị bất dung nạp đường lactose. Thông thường thì với những bé bị bất dung nạp đường lactose bé sẽ có những biểu hiện ngay sau khi bú mẹ khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Những biểu hiện đó cụ thể như sau. Bé bị bất dung nạp đường lactose thường hay bị buồn nôn, nôn chớ sau khi ăn khoảng 30 phút một tiếng, bé bị tiêu chảy nhiều lần trong ngày mà không ăn thêm thứ gì lạ ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức, bé bị đầy bụng và xì hơi liên tục, bé đau bụng dạ dày có thắt nên mặt mũi nhăn nhó khó chịu, quấy khóc. Giải pháp cho bất dung nạp đường lactose ở trẻ sơ sinh như thế nào? Có rất nhiều giải pháp cho vấn đề này ở trẻ. Khi bé bị bất dung nạp lactose thì mẹ nên thay đổi chế độ ăn của bé, có rất nhiều các sản phẩm từ sữa chứa lượng lactose thấp hơn trong sữa mẹ ví dụ như sữa chua hay phô mai cứng. Những loại này sẽ khiến bé tiêu hóa tốt hơn. Mẹ có thể lựa chọn cho bé ăn vào các bữa ăn phụ. Ngoài ra, mẹ cũng có thể bổ sung cho bé những sản phẩm sữa khác không chứa lactose được bày bán rất nhiều trên thị trường hoặc có thể thay thế sữa tươi mà mẹ đang cho bé uống bằng những sản phẩm khác như sữa hạt, hạnh nhân, sữa đậu nành, sữa đậu, rau cải xoăn, cá hồi, cá thu, cá ngừ, gan bò hay trứng. 4. Bất dung nạp đường lactose ở trẻ sơ sinh bổ sung enzyme tiêu hóa. Amano Enzyme Gold một trong những enzyme tiêu hóa hỗ trợ trẻ bị bất dung nạp đường lactose rất hiệu quả. Amano Enzyme Gold chứa gì? Enzyme tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được, bổ sung bào tử lợi khuẩn cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa. Tăng cường hệ miễn dịch cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón, các vitamin nhóm B kích thích trẻ tuổi dậy thì ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 giúp cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé lysine và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho bé. Giúp ích cho sự phát triển trí não rất hiệu quả. Tại sao nên chọn Amano Enzyme Gold bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ em? Đây là thương hiệu hơn 120 năm, được thành lập năm 1899. Amano Enzyme Gold là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Nhật Bản. Theo thống kê về đời sống và sức khỏe tại Nhật Bản thì mỗi gia đình Nhật sử dụng ít nhất một sản phẩm của Amano. Sản phẩm của tập đoàn Amano hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, có mặt ở trên 10.000 hệ thống nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng lớn trên khắp thế giới. Sử dụng Amano Enzyme Gold sẽ giúp trẻ ăn ngon hơn, Ngoài ra còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất giúp bé phát triển khỏe mạnh. Sản phẩm sử dụng cho những trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên vẫn đang bú mẹ và sử dụng thêm các thực phẩm ăn dặm từ bên ngoài. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo